Chào mừng các bạn đến với đập hộp sản phẩm Bibo Windows Android TV Box X8. Sản phẩm được phân phối bởi công ty Đại Thịnh Phát. Website chợ Sài Gòn 24h.vn. Như các bạn đã biết, nhu cầu sử dụng Android TV Box hiện nay rất là lớn. Đặc biệt, chiếc Bibo này tích hợp thêm Windows TV Box X8, Windows TV có thể sử dụng hệ điều hành Windows. Thì Bibo với chip xử lý Intel Atom chuẩn quad core và ổ cứng SSD tích hợp 32GB hoặc 64GB. Bây giờ mình sẽ tiến hành đập hộp. Khi mở ra, sản phẩm bao gồm giấy bảo hành chính hãng của công ty Bibo. Và đây là chiếc Bibo Box X8. Và đây là sạc cấp nguồn adapter của Bibo. Thì sau đây chúng ta sẽ tham khảo về chiếc Bibo X8 này. Đối với Bibo X8 tích hợp sẵn màn hình 7 inch, có thể sử dụng như các iPad Samsung Galaxy Tab hoặc là Surface vì có tích hợp hệ điều hành Windows 8. Và với giá thành rẻ hơn rất là nhiều, chỉ bằng 1/3 các sản phẩm kia. Tại đây, Bibo bao gồm một nút cảm ứng home, một nút nguồn, một nút tăng giảm volume, hai cổng USB để có thể cắm chuột, bàn phím, chuột bay hoặc là cái tay cầm chơi game, có thể gắn vào lỗ tai nghe để xuất ra các hệ thống loa lớn hơn, có thể là xuất ra các loa di động. Và đây là chiếc loa ngoài nếu chúng ta không có hệ thống loa cầm theo. Ở đây tích hợp một khe cắm thẻ nhớ và hai USB nữa để cho chúng ta có thể nhiều lựa chọn hơn với các ổ cứng di động USB. Một lỗ xuất ra HDMI, có thể xuất ra TV và với chuẩn 4K. Và đây là cổng LAN để có thể cắm dây mạng vào cấp nguồn. Đặc biệt Bibo có một chiếc anten giúp cho thiết bị này thu sóng Wi-Fi tốt hơn. Sản phẩm Bibo tích hợp 3-in-1 như là một chiếc máy tính bảng cầm tay, một chiếc laptop hoặc là một cái Android TV Box, cực kỳ hiệu quả trong sử dụng, thích hợp với giải trí, chơi game, nghe nhạc, xem phim, hát karaoke hoặc cũng thậm chí là có thể làm việc. Sản phẩm được phân phối bởi công ty Đại Thịnh Phát. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website chợ Sài Gòn 24h.vn. Xin cảm ơn.